quên đã đổ nắp chuẩn bị bắt đầu tay vào công việc. Ông bà ta khi thời xa xưa đã tổ chức các buổi lễ cúng kỳ yên, cầu xin các vị thần, các vị nữ thần gia hộ, cầu xin được chữ bình an, mưa hòa gió thuận, mùa màng tươi tốt tận thu, nhà nhà đón cơm ấm áo. Mời cha dễ tay rồi quá đặc biệt à. Và bên kính thưa quý vị, nghệ thuật của âm vang thường sẽ được dâng lên để phòng cho các vị nữ thần, đặc biệt nhất là trong các mắt ta các thu tình hình văn hóa thờ ba của người Chăm ở vùng Nam Trung Bộ lưu truyền vào miền Nam. Thần tượng âm vang được lấy cảm hứng từ áp bà Bonara, được có ba thần tượng trưng cho thiên địa nhân. Và sau khi có cúng thì có bàn sẽ được đốt để dâng lên các vị nữ thần để cầu cho một năm mùa màng tươi tốt bội thu. Về chân tất cả trong lễ hội, và giờ thì cũng muốn gọi các em thương và các phú bất nhạc, chúng ta cùng đem đến nhà sự may mắn cho tất cả chúng ta quốc thái và cũng công đặt được tất cả các chú thích và hôm nay quan trọng tại sự không yên tâm tình dạng sự tình ta mà. Yeah.
diện với một ngọn cụ trùng đăng, một màu đèn gồm 9 tầng. Múa chân lên với ngụ ý ngọn đèn này sẽ thắp sáng lên 9 tầng trời. Cầu lên ta soi sáng từ đi nước bước của mọi chúng ta. Được chữ bình an mạnh giỏi, tay qua nặng vội, bệnh tật tiêu trừ xua đi dịch bệnh. Cầu cho công việc được thuận lợi, mua may bán đắt, tiền tài vật chất cầu xin lộc mà. Cho làm ăn đến đâu được đến đó mà mưa hòa gió thuận. Cảm ơn anh Trà, cảm ơn anh Trà ủng hộ cho dạ tạm bấm anh ạ. Dạ rồi, kính thưa quý vị, và tiếp theo